Video này được phục vụ tốt nhất lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc bật lên khi bạn đang làm một cái gì đó và cần âm thanh nền. Được tham khảo từ nhiều nguồn trên mạng và tổng hợp lại bởi Vui Vẻ, biên tập bởi Minh Châu và thu âm bởi Vui Vẻ. Đây là Circle, phim về người ngoài hành tinh đến trái đất và bắt 50 người từ đủ các thể loại nghề nghiệp, sắc tộc, tầng lớp vào trong một cái phòng và buộc họ phải hành quyết nhau bằng cách bình chọn. Ai bị vote nhiều nhất sẽ bị cái cục đen ở giữa hành quyết và cuối cùng thì chỉ có thể có một người sống sót. Tác giả đã dùng cái bối cảnh này để nói về những giá trị mà con người với tư cách là một giống loài thực sự coi trọng, tức là trong thời khắc chọn lọc tự nhiên thì thằng nào đáng sống, thằng nào đáng chết. Những người mà có ít giá trị sẽ bị đào thải trước, như là người già, tại vì đằng nào họ cũng sắp đi. Những người bị xã hội định kiến nhiều, như vũ nữ thoát y, đồng tính, nhập cư, người thông minh quá cũng bị dí, người giàu cũng bị dí, kẻ chỉ vì mình và thể hiện điều đó ra thì chắc chắn là bị dí. Những người xăm trổ bậm trợn, bắt nạt người khác hoặc đơn giản là chả có cái gì đặc biệt thì cũng bị đào thải trước. Thế thì ai mới là kẻ sống sót? Phim này nói về những phẩm chất cần có của một kẻ sinh tồn. Để là người sinh tồn cuối cùng thì cần lâu kỳ, khiêm tốn, xây dựng hình tượng đấu tranh cho quyền lợi chung, linh hoạt thao túng tâm lý đám đông để mũi dìu dư luận không chĩa về mình. Chỉ có khôn mới thoát pressing được. Luật của cái trò chơi này là không được rời vòng tròn đỏ của mình. Nếu không thì... Không được chạm vào người khác. Nếu không thì... Cứ mỗi 2 phút thì âm thanh này sẽ vang lên để đếm ngược. Mỗi người sẽ có một mũi tên để vote. Họ vote bằng cách dùng bàn tay và chỉ có người vote mới biết mình vote cho ai. Tất cả đều phải vote, nếu không thì... Phim này chả cần kỹ xảo hoành tráng, hành động bắt mắt hay là thông soái ca. Thuần túy là ý tưởng hay, cách triển khai tốt, góc quay, ánh sáng, 50 người biết diễn xuất, hiệu ứng âm thanh ghê rợn đúng chỗ. Đã cho tôi một trải nghiệm sởn gai ốc, đến nỗi là 12 giờ đêm đang gặp khủng hoảng hiện sinh, phải bật dậy để viết kịch bản. Mặc dù là IMDB chỉ được 6 điểm và không được đánh giá cao cho lắm, nhưng mà may, tôi khá thích nên là tôi sẽ làm video chia sẻ với nó. Phim này hay tại vì nó miêu tả một cách châm biếm và chân thực về bản năng của con người khi bị dồn vào đường cùng. Ngồi trên đống rơm thì ai cũng là hiền nhân quân tử, nhưng mà đứng trước cửa tử thì chúng sinh bình đẳng, sẵn sàng nói dối, lừa gạt, thậm chí là nhận xịt đinh phim chỉ để mình được sống. Tôi định nghĩ đây là thực tế chứ không phải điểm xấu, tại vì bị dồn vào đường cùng thì con người cũng hóa súc vật hết. Thôi liên thiên nãy giờ nha, bây giờ vào phim đây. Sau đoạn mở đầu để giới thiệu với người xem cách trò chơi này hoạt động thì chúng ta đến với lượt vote hành quyết đầu tiên. Như cách xã hội bên ngoài vận hành thì cần có một thủ lĩnh đứng ra điều phối, và thủ lĩnh đầu tiên là tay này, tôi gọi là Tôm. Mọi người chật cơn mẹ nó tự lại. Rồi nhá, hành quyết nhau ấy thì cũng phải có chiến thuật. Anh bạn nghĩ đây là Rise of Kingdom à? Tôm khẳng định là mỗi vòng đấu tố sẽ kéo dài khoảng 2 phút và mọi người nên dành ít thời gian cho việc vote hơn và để thời gian đó nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. Và để đỡ phải nghĩ về việc là nên hành quyết ai thì Tôm đề xuất hành quyết những người già trước, tại vì họ già thì đằng nào họ cũng sắp đi đúng không? Thì thôi cho họ đi luôn để bọn trẻ hơn được sống. Ờ đúng rồi, mẹ tôi dạy là phải nhờ người già. Có một vài người phản đối quyết định này. Chúng mày quyết định như lùn ấy. Thế ông có thích không? Tôm chỉ ra người đầu tiên bị hành quyết, phải có cách nào khác chứ. Thế cô có ý tưởng nào hay hơn không? Không ai có. Tôi cũng có quyền được sống như tất cả mọi người mà. Nhưng mà số đông không nghĩ vậy. Tôm có vẻ khoái chí vì đã điều hành được đám đông và có người bắt đầu khó chịu về cái điều này. Sau đó tất cả nhao nhao dành thời gian nói về chuyện gì đang xảy ra. Thực ra là chả ai biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người nghĩ là ông lính này biết, nhưng mà ông này cũng không biết. Ông phải biết chứ, chúng tôi đóng thuế để ông biết cái việc đấy mà. Tôi thuộc bộ binh chứ không phải là gì cũng biết binh. Đây là lúc nhân vật chính Eric lên tiếng. Anh này thì biết đám đông đang tuyệt vọng cần thông tin nên là đã cho cái họ cần là thông tin. Nhưng mà lúc này thì mọi phát ngôn phải cực kỳ cẩn thận và quan trọng nhất là cách nói, tại vì chỉ cần nói sai tông giọng và khiến mọi người nghĩ mình đang câu giờ thôi là sẽ bị hành quyết. Eric cực kỳ khôn khi mà nói ra một phần của sự thật anh trải nghiệm để lấy lòng tin của mọi người, nhưng mà cũng bơm thêm một vài thông tin kiểu cần bàn luận thêm để mọi người nghĩ là để anh này sống thì vẫn còn ích lợi. Tiếng đếm ngược lại vang lên, một người khác bị hành quyết. Ông này có vẻ nhận ra chiến thuật của Eric nên cũng bắt chước làm theo. Ấy, bọn người ngoài hành tinh bắt mình ấy, chúng nó da xanh xong rồi còn nói tiếng Trung Quốc. Chó ấy chắc chắn đang bốc phét đấy câu giờ. Có cái số số gì đấy. Nhưng mà cái số duy nhất là số phận của bị kết thúc. Tôm sau đó muốn quay lại bàn bạc về thông tin tiếp, nhưng mà cả nhóm lại quyết định xem là ai bị hành quyết tiếp theo vì số người già đã hết rồi. Tôm hướng dư luận về bà cô đội mũ, nhưng mà cô này phản biện là mình không phải người già, mới có 52 tuổi thôi. Những người trung niên trong nhóm khác lên tiếng bênh vực cũng là để bảo vệ chính mình. Những người trẻ khác thì ra sức pressing. 52 tuổi thì sao tóc bà bạc đấy? Tôi làm designer. Thực ra là bà này bị ung thư vú. Sau thông tin đấy thì mọi người có vẻ đồng cảm với bà cô này hơn, tại vì chắc là bản chất con người là thông cảm với những người đã từng trải qua nghịch cảnh. Theo tôi thì đấy không phải là vì chúng ta tốt, mà là vì sự đồng cảm giúp con người đoàn kết để sinh tồn tốt hơn trong tự nhiên. Và lúc này Tom bắt đầu tự đào mộ mình bằng cách đi ngược với đám đông và đá vào mồm sự đồng cảm. Thế thì đằng nào bà chả chết. Tôi khỏi rồi, bà chắc không? Vẫn bị tiếp được mà. Ông bị cái gì ấy?
Nhưng mà đúng là bà này có tỷ lệ chết cao hơn mà. Không đúng nhá, bà là bác sĩ à? Đúng rồi, tôi là bác sĩ đấy anh chó. Lúc này thì Tom chính thức đào mộ mình bằng cách nói là đằng nào bà kia cũng phải chết vì bà ta đã hơn 50 tuổi rồi. Điều này làm tất cả những người trung niên tức giận, vì nếu mà theo cái logic xử người nhiều tuổi hơn trước thì kiểu gì họ cũng bị hành quyết tiếp theo. Và thế là người hành quyết lại chính là Tom vì đi ngược lại lợi ích đám đông. Sau pha đấy thì mọi người dè chừng hẳn, vì chỉ cần nói sai một câu thôi là bị hành quyết ngay. Chỉ có bà cô ung thư là yên tâm hơn, nên đã đứng ra tạm thời điều phối và đưa ra ý kiến là mọi người nên chia sẻ với bản thân để xem là người ngoài hành tinh có lý do gì để bắt họ vào đây không, hay tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Thế là có ba chị này hưởng ứng và bắt đầu chia sẻ về bản thân. Chào mọi người, tôi có một cái tên không có gì đặc biệt, một công việc không có gì đặc biệt. Tôi chả có thành tựu gì đáng kể, độc thân không con cháu. Tiếng đếm ngược lại vang lên và chị này bị hành quyết, tại vì chị chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật và không có vẻ gì là có thể đóng góp cho cả nhóm. Mọi người thấy là cũng hợp lý, tại vì đằng nào chị này cũng không có con. Tức là trong những lúc như này thì giá trị gia đình là có được để ý tới. Anh Jai Craig này thì phát hiện ra cái điều đấy nên là đưa ra một chiến thuật mà khá hay. Vợ tôi đang đứng cạnh tôi nên là tôi xin mọi người là xử tôi cũng được, nhưng mà đừng xử vợ tôi. Mọi người thấy vậy thì cũng hỏi dò quanh xem là có ai biết nhau không, và có lộ ra ông này và bà bác sĩ này cũng có biết nhau, mà cụ thể là ngoại tình với nhau. Tiếng đếm ngược lại vang lên, một ai đó bị hành quyết. Tiếp theo đến lượt một người nhập cư không biết nói tiếng Anh bị đấu tố. Những người lớn tuổi và trung niên thì nghĩ là chả có gì để phải nói cả mà nên hành quyết luôn. Cái ông này là nhập cư trái phép này, ừ lại còn không đóng góp gì cho cuộc trò chuyện vì có biết tiếng Anh đâu. Ba nhá, lại còn lấy mất việc của người bản địa. Những người phụ nữ thì ra sức bảo vệ người đàn ông kia, tại vì họ nghĩ là ai cũng có quyền sống như nhau. Nhưng mà tiếng đếm ngược lại vang lên, và trong lúc không biết hành quyết ai thì người châu Á bị hành quyết. Người trong phim thì chả hiểu cái mẹ gì, nhưng mà tay gangster này thấy vậy có vẻ khá là khoái chí, và hắn bị ông cảnh sát nhận mặt. Ê, tôi biết cậu này. Ờ, nhưng tôi không biết ông. Tên hắn là Rau, thằng này đánh đập bạn gái xong bị bắt. Tôi nhận ra nó tại vì có cái giọt nước mắt trên mặt. Giọt nước mắt đấy để làm gì? Để lên quyền trượng. Mọi người chất vấn tay gangster về việc bạo hành người yêu. Tôi chắc chắn đấy không phải lần đầu mà cũng không phải là lần cuối. Sự gay gắt của ông cảnh sát cũng gặp phải một chút phản đối, nhưng mà tay gangster cũng tự đào mộ mình luôn. Con chó này cắm sừng tao và nó đáng bị thế. Mày đáng ra nên unfriend nó chứ không phải cho nó ăn đấm. Đồng hồ lại đếm ngược trong sự thách thức của tên gangster. Rồi chuyện gì đấy cũng phải đến. Sau chuyện này thì mọi người nhận ra là có những người đáng được sống hơn những người khác, và họ nên dựa theo nhiều tiêu chí để chọn người tiếp theo, như là đạo đức, hệ giá trị, những thứ đã làm được trong đời. Nhưng mà trong lúc đó thì tiếng đếm ngược lại vang lên và bà cô theo đạo hồi ra đi. Thế có vẻ như là trong lúc không biết hành quyết ai thì mọi người sẽ xử người thiểu số, nên là ông da đen đã lên tiếng. Hay là tiếp theo mình xử hết những người da đen? Đây có phải phim kinh dị đâu bro. Thế sao toàn người da đen bị xử? Bro ở đây không ai quan tâm về việc màu da đâu. Tôi chỉ muốn mọi thứ được công bằng thôi. Tên phim là Circle, không phải là Better Call Saul. Thôi ông đừng có lấy cái màu da để tự bảo vệ mình đi. Đúng mẹ ơi, thằng chó thế thì sao? Mày tưởng mày da đen thì mày được sống à? Ừ, không ai quan tâm đâu. Bố mày nói chuyện mày đấy à? Câu chuyện chủng tộc bị đẩy lên cao trào. Ông cảnh sát nhân cơ hội này thể hiện những định kiến của mình về người da màu, hạ thấp giá trị và sự khó khăn của họ ngoài xã hội, rồi lại nâng cao quan điểm thể hiện sự bất mãn với chính quyền, không để ý là điều này đang chĩa dư luận với mình. Sao? Chúng mày không chịu được sự thật à? Sự thật thì mất lòng với mấy thằng ngu ạ. Còn ông cảnh sát thì mất mạng vì thái độ bất mãn và bắt nạt. Giờ nhá, mình cần đoàn kết lại để giải quyết vấn đề. Chúng nó muốn mình chơi game nhưng mình phải phản kháng lại. Thế là tất cả đồng ý tự vote cho chính mình để ép vào thế hòa. Nhưng mà cơ chế trò chơi thì không được như vậy, và họ lại quyết là mỗi người vote cho người bên cạnh mình. Và vẫn có người bị hành quyết vì ai đó đã cuống và vote nhầm. Anh lính thì vẫn thuyết phục được cả nhóm làm lại lần nữa, nhưng mà sự đoàn kết thì không thắng được lòng tham cá nhân. Hai người dễ dàng được sống nhất là bà bầu và đứa trẻ, nên đã vote cho bà bầu thay vì người bên cạnh mình. Eric đã nhận ra điều đó và vote cho hắn. Và thế là bà bầu cùng tay kia có cùng số vote. Mọi người phải vote lại và tất nhiên mọi người để cho bà bầu sống. Sau đó tất cả nói về chuyện gì đã xảy ra. Eric giải thích hành động của mình để tiếp tục xây dựng hình tượng là đấu tranh vì người khác, nhưng mà cũng rất khéo léo chĩa dư luận về bà bầu và đứa trẻ. Tay kia biết là cuối cùng chỉ có hai người này đáng sống nên đã làm thế. Nếu thế thì nếu mà xử cả hai thì mỗi người chúng ta sẽ có cơ hội sống hơn, đúng không? Nếu mà để xét về đáng sống thì đúng chỉ có hai người này thôi. Sao thế? Trong này là không có chuyện là phụ nữ và trẻ con trước đâu nhá. Ông nhìn bà bầu đi, đấy tính là hai người đấy. Tiếng chuông lại vang lên và cả nhóm lại phải vote bé gái hòa với một phụ nữ già, và người phụ nữ kia bị hành quyết. Nó là trẻ con đấy mà, sao lại dí nó? Anh lính đề xuất trì hoãn việc xử lý hai người kia, nhưng mà Eric muốn giải quyết luôn với lý do rất khôn là nếu không giải quyết luôn thì họ sẽ bị đâm sau lưng. Hệ, con bé không biết dùng bao cao su nên là nó được sống à? Giờ tất cả phải đồng thuận thì mới được vote, nhưng mà nhỡ đâu con bé kia nó mất dạy láo toét thì sao? Nó là trẻ con mà. Ê nhóc, mày được học sinh gì? Kiểm tra được 10 điểm không? Ôi không, con bé được 8 điểm, giết nó thôi. Trong lời vote tiếp theo, bà mẹ bầu và bé gái hòa số vote, nhưng kẻ bị hành quyết là cái ông húng húng ở đằng sau. Sau đoạn này thì Craig nảy ra ý tưởng về người tình nguyện. Tất nhiên là chả ai muốn chết vì người khác cả, trừ thằng bé này.
Tại sao? Ê, hay là nó muốn chết thì cứ để cho nó chết. Cháu không muốn phải giết ai cả. Không được, trẻ quá. Tranh cãi xảy ra giữa mọi người về việc có nên cho đứa trẻ tình nguyện hay không. Nếu mà nó tình nguyện rồi thì cứ để nó làm ấy chứ. Ngay lúc cậu bé này định bước ra thì có ông chú này tình nguyện trước. Như này thì cũng dễ hơn đấy nhở. Dễ hơn cho ai? Cho ông à? Tình nguyện là ý tưởng hay nhất rồi. Thế thì ông tình nguyện đi. Cậu cụt tay chứ có cụt chân đâu, cậu bước trước đấy. Nhưng rồi cả nhóm lại quay lại dí cậu bé tình nguyện lúc nãy. Nếu mà thoát ra được thì chú sẽ đặt tên con chú theo mày. Và thế là cu cậu kia vẫn tình nguyện bước ra. Sau pha tình nguyện này thì tất cả nhìn sang anh lính. Ê, tôi đi lính vì nó miễn phí và tôi không muốn vợ phải tạo tài khoản OnlyFans, chứ không phải là vì tôi tình nguyện muốn chết. Anh kể thêm là mình đang trên đường về với gia đình và đứa con 7 tháng tuổi. Kể chuyện xong thì mọi người có vẻ là để yên cho anh này sống. Cơ mà sắp hết giờ rồi, vẫn còn người tình nguyện. Có một bà cô tình nguyện, bà nói rằng con trai mình đã chết trong một vụ tai nạn và giờ thì cũng không còn lý do gì để tồn tại nữa và ra đi trong sự an ủi của mọi người. Trước khi đi thì ông giáo sĩ này có an ủi và nói là bà sẽ gặp được lại con trai trên thiên đường. Và đây là lúc mà câu chuyện đức tin được đưa vào cuộc chơi. Chúa có kế hoạch hết rồi, mọi người chỉ cần tin thôi. Với tất cả lòng kính trọng thì ông xạo chó vớ lờ. Nếu mà có Chúa thì lão đéo quan tâm đến mình đâu. Ông mặc vest tiếp tục chế nhạo Chúa, đồng thời đạp lên đức tin của tất cả mọi người. Ê, hay là bình tĩnh lại. Không thì sao, ông định giết tôi vì tôi có quan điểm à? 95% mọi người tin vào Chúa đấy. Ừ thì bọn ngu lúc nào chả đông hơn. Mày bảo ai ngu cơ? Ban đầu thì tôi cũng tưởng là đến đoạn này tay kia sẽ chết vì báng bổ đức tin của người khác. Nhưng mà may là hắn hòa với một nhân vật khác trông không quan trọng lắm. Mấy thằng chó định giết bố mày vì bố mày đúng à? Nhưng mà tôi còn chả nói gì sai mà. Nhưng mà không nói gì là cái xa nhất của cô gái kia. Tay mặc vest sống sót thêm được một lượt nữa. Nhưng mà giờ hắn đã là mục tiêu rõ ràng. Và hắn giải quyết việc này bằng cách chuyển hướng dư luận sang Stacy. Vì nhận ra Stacy là một diễn viên phim khiêu dâm. Và cái nghề đấy thì có thể là sẽ bị sư tử trước hắn. Ông nói liên thiên cái gì đấy? Thôi thì ai chả phải kiếm sống. Tôi đang khen cô thôi mà. Nó đang nói dối. Thực ra trước khi làm mực thì tôi thích cô hơn đấy. Nó đang nói dối. Tay mặc vest thực ra nghe khá là thuyết phục khi mà nói về việc cô này đã đào mỏ sếp của mình để nâng ngực và phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác ra sao. Tiếng chuông vang lên. Không ai phản đối tên mặc vest và Stacy chỉ biết khóc. Nhưng mà hóa ra người bị vote lại là tên mặc vest. Chắc là do bắt nạt và coi thường sự lựa chọn của người khác. Sau pha này thì ông này đề xuất là những người chưa có gia đình thì nên tình nguyện chết trước. Tôi có 7 đứa con nên tôi sống nha. Hay tôi có 12 đứa đấy. Tôi có 26 đứa luôn. Cả nhóm quay sang xét câu chuyện gia đình, giới tính và khả năng sinh sản. Thế là cô tomboy này bị dí. Cô này 35 tuổi, có con, nhưng mà có con với vợ chứ không phải với chồng. À, thế là cô bị gay. Ừ thì có vấn đề gì không? Ừ bro, bà ấy gay thì sao? Cậu nghĩ là hai đứa cắt kéo nhau thì nuôi được một đứa trẻ con à? Bro, đây đâu phải năm 1420. Ừ, việc của người ta thì kệ người ta. Ông nhà giàu tiếp tục đưa ra những nhận xét rất là phân biệt giới tính. Nói rằng cô gái của cô tomboy may mắn vì sẽ không phải sống với hai người mẹ nữa mà sẽ được sống như bình thường. Mọi người thực sự nghĩ là mình nên hy sinh mạng sống cho cái thể loại này à? Cái đất nước này được xây dựng dựa trên giá trị gia đình và cái thể loại này đã gây ra lạm phát. Lạm phát tốt cho kinh tế mà. Có khi nhá, bọn nó muốn mình tìm ra kẻ bất thường nhất ở đây và mình chỉ cần giết kẻ đấy là xong. Ý ông là tôi BD nên là người ngoài hành tinh muốn tôi chết à? Cái này không hề gì cá nhân cả, tôi chỉ muốn tìm cách thôi. Chân lý có nằm trong tay kẻ nhà giàu không? Đến lượt vote, ông nhà giàu bị xử tử vì trong nhóm cũng có người có họ hàng hoặc người quen là gay. Trong lượt vote tiếp theo, hai ông bà ngoại tình với nhau có cùng số vote và cả hai ra đi cùng nhau. Và sau mấy cái pha này thì dư luận lại chuyển hướng về bé gái và bà mẹ bầu. Và khía cạnh được đem ra làm chỉ tiêu lần này là mức độ đóng góp cho xã hội. Cô làm nghề gì nhỉ? Ý ông làm nghề gì là sao? Ui, nhìn ông thực sự thích hợp để nói về nghề nghiệp của người khác đấy. Ê, mình đang quyết xem là ai đáng sống đúng không? Ừ thì người ta làm nghề gì thì siêu liên quan. Có vài người đóng góp cho xã hội nhiều hơn người khác mà. Thì cô này đang đóng góp cho xã hội thêm một miệng ăn đây. Trái đất chưa đủ người hay sao mà còn đẻ thêm. Thế thì sao? Trông cô làm nghề gì nhỉ? Bà mẹ bầu không trả lời được. Cô thậm chí biết bố đứa trẻ là ai không đấy? Bố nó làm ca sĩ được chưa? Nhưng mà hai người chưa cưới nhau và bà mẹ bầu lại ngập ngừng lý do tại sao. Tiếng chuông lại vang lên. Và tất nhiên trong khi chưa biết hành quyết ai thì thằng nhóc châu Á bị hành quyết. Mọi người cũng kiểu hơi quan tâm xong lại quay lại câu chuyện lúc nãy. Thế ông làm nghề gì? Tôi cho người ta vay tiền để start up. Ở đây có ai làm start up không ạ? Mỗi năm ông kiếm được bao tiền? Chuyện lương lậu thì liên quan gì? Thì ai bảo ông lôi chuyện công việc ra? Ý tôi là đo lường mức độ đóng góp cho xã hội. Tôi làm việc long cả đít ra và tôi không bao giờ đi ăn không từ ai cả. Và năm nào tôi cũng mang tiền đi làm từ thiện. Ông kiếm được nhiều tiền thì từ thiện có gì khó? À, thế cô làm nghề gì?
Tôi đang học tiến sĩ, ngành tâm lý học, rồi tâm điểm lại chuyển sang nghề nghiệp của anh Dương quá. Thế cậu làm gì ngoài cái việc nhận trợ cấp khuyết tật? Mọi người có vẻ hiểu ý ông banker nhưng mà kiểu đồng ý trong sự bất đồng. Nhưng mà trong khi mọi người đang cãi nhau thì một nước đi có tính chiến thuật cao được thực hiện, đó là trừ khử cô tiến sĩ. Tại vì khử được cô tiến sĩ thì sẽ có ít người lý luận chống lại phe hành quyết bà bầu và đứa trẻ hơn. Và sau tất cả những cái lùm xùm vừa rồi thì giờ là lúc nhân vật chính Eric quay lại cuộc chơi. Đầu tiên là khiến ông banker và ông nhìn giống chúa này trông như kẻ xấu, tại vì cố muốn giết bà bầu và đứa trẻ. Tiếp theo là lôi kéo những người khác về phe mình để vote. Những người đồng thuận luôn thì gồm anh lính, anh cụt tay và đa số những người còn lại. Anh này thì chắc chắn sẽ có sự ủng hộ của bà bầu và đứa trẻ, nên là giờ khi mà số người đã giảm rồi thì mới thực sự lộ mặt ra để tham gia cuộc chơi. Tất nhiên là có những người không muốn chọn phe tại vì chưa nhận ra tình hình. Phe còn lại thì có ông banker và ông giống chúa này tôi gọi tạm là Ryan đi. Ở lượt vote tiếp theo thì ông nhập cư hòa với cô bé, và tất nhiên là để phim còn được kéo dài nữa thì ông nhập cư ra đi để cô bé sống. Mẹ nó chứ, cái thằng chó nhát chết này, thằng chó tiểu nhân này, mày sẵn sàng hại một đứa bé để được sống à? Ừ, tao muốn sống thì mày có thế không? Nhưng mà tao sẽ không làm thế. Rồi, để xem đến lượt mày thì mày làm như nào. Và lúc này dư luận hướng về ông banker, nhưng mà ông này nhanh chóng và quyết liệt vận động mọi người xử cô bé và bà bầu. Quyết định này được ủng hộ nhiệt tình bởi Ryan. Ở trong này mọi người đều bình đẳng, kể cả ông là người Nam Mách thì cũng bình đẳng hết. Những người ở phe trung lập là cặp vợ chồng và cả hai bên đều muốn kéo họ về phe mình. Nếu ông chọn phe kia ấy, tức là đang kết án tử cho vợ mình đấy. Hai vợ chồng ban đầu còn phân vân nhưng mà khi ông banker hét lên thì họ cũng phải đồng ý, thêm luôn cả ông da đen. Thời gian vote đã đến, lượt này thì đứa trẻ và ông banker hòa nhau. Nhưng mà trong lúc nước sôi lửa bỏng thì phe ông banker đã lục đục nội bộ khi mà Ryan và ông da đen vận động mọi người giữ nguyên thế hòa để cả hai cùng bị hành quyết, vừa khử được một đứa trẻ mà bớt được một người cạnh tranh. Nhưng mà chỉ có ông banker bị hành quyết tại vì cô vợ đã không vote lần hai. Ông banker đi thì Ryan lại thế chỗ ông ta để vận động mọi người hành quyết bà bầu và đứa trẻ. Nhưng mà tình hình cũng không khả quan lắm tại vì phe này đã bị áp đảo quân số. Thế là Ryan đổi chiến thuật. Mọi người vote cho thằng cụt tay nhá. Lý do là ông này đi thì mọi người sẽ có thêm thời gian. Và chiến thuật này thành công thật. Ông cụt tay bị hành quyết và thế quân bình được thiết lập. Tiếp theo nên xử thằng lính. Lý do ông da đen làm vậy tại vì hắn nghĩ là ông lính là cầm đầu nhóm kia. Thì đoạn này tôi không biết là do ông da đen ngu hay là Eric may mắn, tại vì rõ ràng cậu mới là cầm đầu của phe đối lập. Cơ mà cũng chắc là vì Eric nửa nọ nửa kia từ đầu nên là không bị để ý nhiều. Ông lính cao tờ nước đi này bằng cách vận động mọi người vote cho cô vợ. Nước đi này thì đã buộc hai vợ chồng phải đổi phe. Ngay ở những giây cuối cùng của lượt vote thì anh lính bảo tất cả vote cho ông da đen. Và thế là phe đối lập mất thêm người. Điều này làm Ryan cực kỳ tức giận. Nhưng mà trong lúc tức giận thì Ryan đã nhận ra là cặp kia thực sự không phải là vợ chồng. Ê, thực sự là hai người kết hôn mà lại được ngẫu nhiên đặt cạnh nhau à? Nghĩ đi mọi người. Ryan thách thức họ bằng cách đặt ra hàng loạt câu hỏi. Hai người cưới nhau bao nhiêu lâu rồi? 5 năm. Tên bố mẹ chồng cô là gì? Tôi và Jerry. Thế vợ ông học trường nào? Ngoại thương. Sinh nhật chồng cô khi nào? Tháng 4, mùng 9. Tên chồng cô là gì? Và đây là câu hỏi chí mạng. Tại vì ban đầu ông chồng đã nói với mọi người mình tên là Craig. Ông chồng chống trả nhưng mà không ăn thua. Thôi được rồi, chúng tôi nói dối. Nhưng mà đấy là ý của con mụ này. Nhưng mà như vậy là không đủ để cứu hắn. Trong lượt vote tiếp theo, mọi thứ khá là hỗn loạn. Nhưng mà chốt lại là Ryan đủ khôn khéo để khiến 4 người hòa vote. Và cả 4 người lại bị hành quyết. Trên sàn rồi còn lại 7 người. Ryan lại tiếp tục vận động mọi người vote cho bé gái. Thế cô có muốn con mình được sống không? Chỉ cần một vote thôi. Nhưng mà bà bầu muốn giữ lại chút phúc đức cho đời sau và không chịu theo. Lúc này thì Eric được hỏi đến, nhưng lại một lần nữa cậu trả lời kiểu nửa vời, ai thích hiểu thế nào thì hiểu. Đến lượt ông giáo sĩ thì ông này không chịu được việc hành quyết trẻ con nên là quyết định tự sát luôn. Giờ chỉ còn 6 người và Eric thì vẫn quả quyết với hình ảnh bảo vệ lẽ phải, sẵn sàng hy sinh mình để kéo theo Ryan miễn là hai người kia an toàn. Thế thì anh em mình làm cái deal đi. Ông xử một trong hai người kia thì tôi giúp ông xử bà vợ giả. Sau một hồi quan sát thì Eric chốt đơn xử đứa bé trước và Ryan xử bà vợ. Nhưng mà đây là một nước đi được tính toán trước, tại vì trong 6 người thì chỉ có 5 người thực sự vote. Cái ông này từ đầu đến giờ chưa vote bao giờ. Eric quan sát được điều đó và mồi cho bé gái và bà bầu vote cho bà vợ giả. Rồi mình cũng vote cho bà vợ giả để trừ khử thêm một người nữa. Sau đó lại thêm một nước đi cao tay nữa để trừ khử Ryan, là Eric hướng dư luận về ông chưa từng vote, chưa từng nói gì. Cái ông này từ đầu không nói, không vote mà vẫn sống được. Điều này làm Ryan nổi cáu, tại vì để làm được thế anh đã phải dùng bao nhiêu trí lực và mưu mẹo. Làm như thế mới là khôn ấy, đấy là cách của kẻ sống sót. Ryan nghe vậy thì dính mồi luôn, hô hào mọi người vote cho ông kia để chứng minh điều đó là sai. Nhưng mà thực ra thì chính hắn mới là người bị vote. Và thế là đối thủ lớn nhất của Eric bị loại. Sau đó thì ông chưa từng vote cũng bị vote luôn, tại vì ông này cũng chẳng nói chẳng rằng. Và sau đó thì mới là bài toán khó nhất của Eric, là lừa bà bầu và một đứa trẻ.
Chiến thuật thì vẫn là giả nhân giả nghĩa, làm cho cả hai nghĩ là mình sẽ hy sinh. Thế là bà bầu và đứa trẻ không hề đề phòng một chút nào. Eric còn khôn khéo dặn là tôi không thể quyết định được ai sống được, nên là hai người phải tự quyết định ai được sống. Và bé gái quyết định hy sinh. Eric rủ luôn là thế thì cả hai cùng bước ra vòng tròn để bà bầu được sống. Nhưng mà khi tiếng chuông vang lên, đứa trẻ bước ra ngoài thì vote cho bà bầu. Và thế là chỉ còn mỗi mình anh, chiến thắng ngọt ngào và hả hê. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, Eric vẫn chưa thoát được, tại vì trong phòng vẫn còn một mạng nữa, là đứa bé trong bụng bà bầu. Thôi thì đằng nào cũng giết bao nhiêu mạng rồi, Eric kết thúc luôn đứa trẻ sơ sinh và tỉnh dậy ở phía ngoài, nhìn thấy khắp nơi cũng có những vòng tròn như mình, cùng với nhiều người sống sót khác, chủ yếu là trẻ con và bà bầu. Nhưng mà cũng có những người khôn khéo như anh. Và thế là hết phim, tôi chấm phim này vuông trên tròn. Túm lại thì phim này xem khá hay, mang nhiều tính chất suy ngẫm và chiêm nghiệm. Nhưng mà có một điều chắc chắn ấy là nếu tôi trong đấy chắc là tôi bị vote đầu tiên luôn, tại vì bố láo. Tôi là vui vẻ, tới nay The Reviewer sẽ có triển khai nhiều dự án mới với nhiều nội dung phong phú đa dạng hơn, được thực hiện bởi những nhân sự lâu năm của chúng tôi. Nên là mong anh em ủng hộ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.